see me calling. Xin em không nhấn máy, mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. I'm talking about when you see me calling. Xin em không nhấn máy, 'cause when that handy hit me thì cô bôi cũng trở thành lầy. I'm talking about love. Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp canh chưa? Rồi à, nếu rồi thì đang nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chi. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không? Nếu em muốn get anh nói trước, đừng nói get anh ngoài kia cũng phải tốn